Rồi chào tất cả bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Tiếp tục hàng mớ thùng đạn Đại Liên bắt đầu về anh em ơi. Ha, thì trên màn ảnh anh em thấy thì em có khoảng 4 năm size nha anh em ơi. 4 năm size. Thì nay về cũng vài trăm cái à, có 1 2 size gì đó về số ít 5 3 10 cái gì đó. Thì nay em sẽ mở ra test đo chi tiết và review cái màu sơn cho anh em xem ha. Thùng chiếc này hơi bị đẹp nha anh em. Thùng chiếc này hơi bị đẹp á. Nước sơn anh em thấy là đẹp long lanh ha. À, anh em thấy là xét rồi rất là ít luôn. Đó. Này là chưa chùi rửa nha anh em. Nước sơn hơi đẹp luôn. Quá đẹp. Thì em có 4 size thì em để từng size lên đây để review cho anh em dễ hình dung ha. Đây là size nhỏ nhất nè. 4 lít nè. Đây là size 7 lít nè. À, bóc đại nha anh em, chưa rửa chưa gì hết. Rồi chưa có vệ sinh. Đó là size 4 lít. Đây là size 7 lít. Nha, à, 3 size rồi đúng không? À, 7 lít, 4 lít, 7 lít. 11 lít rồi đây. Size 11 lít. Nice. Size 11 lít. 7 lít cái thùng đó mớp hả? Lấy thùng này. 7 lít, 11 lít. Và size cuối cùng ngày hôm nay là size này là 28 lít. Đó. Quá bự luôn. Wow. À, đủ đồ chơi. 4 size. Thì thực tế là hai size này, size này. Size 28 lít, size 11 lít thì số lượng khá ít anh em. Ha, à, ít ha. Đó. Số lượng ít. Có hai size này số lượng nhiều đây. Hai size này số lượng nhiều. Size này số lượng cũng ít, còn mấy thùng thôi. Đó. Có thùng thì nó màu khác, nó đóng chữ khác, cũng đơn giản thôi. Rồi ok, cái thùng này là thùng 4 lít thì mình bán rất là nhiều rồi ha anh em. 4 lít với 7 lít là bán rất là nhiều rồi. Nay mình về cái size này nha. Nước sơn rất là đẹp luôn, màu sơn ha, móc khóa. Để review bên trong, mở bên trong coi anh em xem thử coi nó ron như thế nào nha. Đó, ron khá ok nha anh em. Đây. Ron ngon lành nha. Quá ok nè, chưa vệ sinh ha. Bên trong kể là bụi bặm ha, đó giờ ha. Mà bảo đảm chiếc này về là không mớp anh em. Thùng là không mớp ha. Ví dụ như đây nè. Nó hơi chày chày sơn xíu, này chùi ra thì nó ra đẹp thôi anh em. Nhưng mà không mớp. Hàng là không mớp anh em. Rất là đẹp luôn. Đó. Thì cái size này mình bán 300 ngàn cái nha anh em. Giá bao vận chuyển nha. Anh em mua mà nhiều hơn thì mình sẽ bớt lại ha. Rồi con này con 7 lít đây. À quên chưa nói cái thước này hả. Cái thước này thì hồi mình sẽ ghi trên màn ảnh cũng được ha anh em. Dài nó khoảng 2 tấc 8 nè ha. Ngang nó được 1 tấc nè. Nếu mà lọt lòng trong khoảng 90 à. Đó. Cao nó khoảng 1 tấc 7. Đó ha, đó là cái thùng 4 lít. Đây thùng 7 lít đây anh em. Tay mình hơi bị đau nè anh em. Nên đó, 7 lít đây. Rất là chắc chắn nha. Đây. Gòn ok luôn anh em. Ha. Đó. Thùng này nước sơn hơi đẹp nha nè. Bên trong là chưa rửa chưa vệ sinh ha. Này mình lấy đại. À và đặc biệt á, mấy thùng này á, có đóng mộc nha anh em. Có đóng dập chữ nổi trên đây nè. Anh em thấy nè không. Dập chữ nổi hết ha. Này là 13M2A1 SCF. Còn này là M19A1. Này là đúng chuẩn Mỹ nha anh em. Hàng Mỹ nha. Đó. Rồi đây là thùng 7 lít. À quên, thùng 7 lít chưa nói giá anh em. À, kích thước đây, thước bề ngang thì khoảng tấc rưỡi, dài 2 tấc 8, 3 tấc á, nghe lồn trong khoảng 28 hà, nó cao nó khoảng tấc 8, đó, tấc 8 là 18 cm. À, thùng này thì 400 ngàn anh em, 400k ha. Nói chung giá là đã bao gồm vận chuyển, anh em lấy 2-3 thùng xuống trở lên thì bớt tiền lại nữa nha anh em. Đó, đây là thùng 7 lít đây. À, lấy cái chìa phá nào dài dài nhất trong đó, chìa phá hai mấy, chìa phá nào dài nhất đem ra thử test thùng nào được nha. Đây thùng này là thùng 9 lít đây, 9 lít nè, gon nè, rất là dày luôn ha anh em, rất là ok luôn ha. Bên trong cũng khá là ok nè. Đó. Bảo đảm với anh em là thùng không mớp nha. Nó chày thì có thể chày thôi, chày thì dĩ nhiên là không tránh nổi, nhưng mà mớp là nó không mớp ha, rất là ok luôn. Đó. Hàng bọng chấm hàng của nó bên dưới nè, khá ok.
Có cái chìa khóa nào bự nữa không? Bự hết sức bự luôn coi. Để đo thì để vô cái nào lọt. Thì cái thùng 7 lít 9 lít này thì anh em để thì được, chắc nó nhiều đồ hơn nè. Tại rộng nó bên trong được 30 ha. Ví dụ anh em để xéo thì mấy chìa khóa nào mà dài tầm khoảng 3 34 35 đều để được. Đó. À, bề ngang nó được tấc 75 nè. Tấc 75 ha. Lọt lòng trong tấc 7 tấc 75 gì đó. Cao nó khoảng được 2 tấc 1 2 tấc 2. Rồi cái thùng này em đang bán với giá là mấy trăm ta quên rồi. 500. Ha. Trên là 100 ngàn anh em, ví dụ như con này 400 này 500. Đó. Có hai thùng này thì trên lệch hơi nhiều nha anh em. Thùng này là dạng hiếm nè. Có chìa khóa nào dài bự nữa không? Đưa hai chìa khóa này coi. Khóa này coi. Nếu mà chìa khóa từ 22. 22 chìa khóa dòng 22 nè, 22 là anh em để được thùng 7 lít là thoải mái nha. Để thử vô cái anh em. Nè. 22 là để chìa khóa dòng 7 lít là ok nha. Đó. Thoải mái anh em. 22 trở lại nè. À, để coi thể thùng 4 lít là được không, chắc không quá. 4 lít thì nó hơi ngắn hơn mấy phần. À, đó để vẫn được anh em, hơi xéo một xíu nè. Đó, để vẫn được ha. Vẫn được, hơi xéo nè, đó, vẫn được luôn. Ha, đó. Ok. Từ 22 đổ lại là em để thùng 7 lít được rồi. Rồi review hai cái thùng cuối cùng. Thì hai thùng cuối cùng này thì thực tế là số lượng nó không có nhiều anh em ơi. Em về cái thùng 7 lít này được có 20 cái thôi. 20 cái mà chắc số lượng còn được vài chục cái thì không có nhiều nha anh em, không nhiều. Hai thùng này cực kỳ không nhiều nữa nha. Hai thùng này thì chắc anh em nào mua chân mua chơi, chứ thực tế xưa giờ em bán là không có luôn anh em, không có loại này. Tại loại này nó khá hiếm nha, loại 11 lít với loại 28 lít này khá hiếm. 11 lít thì anh em để được rất là nhiều đồ ha. Và đặc biệt 11 lít thì nó có thiết kế rất là ok luôn. Ở đây nè. Ha, chữ mạc là đẹp, rất là đẹp nè, tem mạc tên nè ha. Tên tuổi nè, tem nè, chữ. Rồi mặt trên đây. Ha, này là em chưa vệ sinh gì hết nha, mới về chưa vệ sinh gì hết. Đây. Thùng này là mấy là quá ok, nhưng mà số lượng không có nhiều. Số lượng mà đếm trên đầu ngón tay ha. Nè anh thấy tay cầm nè, tay cầm của thùng này nó có cái cao su trong đây, đều để anh em cầm luôn nè, thấy không, cầm không có đau tay ha. Đó, thùng này thì anh em mở hai bên hai nắp đó, một bên nè, hai bên nè, đó dở nắp nè, đó đó, đây coi gòn trước nè. Ôi ôi, gòn này rồi nước nào vô nồi được anh em, giờ nó dày nè, nó dày khoảng 8 ly, gần 8 ly mà cái bảng nó 3-4 phân luôn, 3 phân luôn, dày, độ dày của cái miếng gòn cao su này bằng gần 8 ly luôn. Thấy không, rất là chắc chắn, cái thùng này rất là chắc chắn luôn nha anh em. Số lượng ít lắm, cái thùng này hiếm nè, anh thấy nè ha, đây chưa vệ sinh đó nè. Đây nó có cái thanh này để nó làm cho cứng cái mặt này anh em, bên dưới nè. Cái hàng nha, cái hàng rất là chắc chắn, anh thấy không, hàng bấm rất là chắc chắn luôn. Thùng này đẹp, thùng này phải nói là siêu đẹp luôn anh em. Thùng 11 lít này siêu đẹp luôn á. Thùng này thì giá nó cao nha anh em, thùng này số lượng em không có nhiều. Đo kích thước hả? Đây già kích thước đây. Em đo hào hào kích thước, hồi em sẽ ghi dưới phần mô tả anh em. Kích thước nó dài là 4 tấc 6 nha, 4-60. Bề ngang của nó đây, bề ngang nó khoảng 1 tấc rưỡi, tấc 55. Đó, chiều dài đây. Chiều cao 2 tấc, khoảng 2 tấc rưỡi. Đó. Cân nặng con này mấy ký quên rồi, 5 ký mấy á. Đâu, không phải 8 ký đâu. Đây nè, 6 ký 6. Đó. 6 ký mấy á. Con này thì thực tế số lượng không có nhiều anh em ơi. Con này em đang bán giá 900 ngàn một thùng nha. Nói chung là anh em nào siêu tầm thì hiếm lắm, chứ không có nhiều. Em có khoảng chục thùng thôi, chục thùng, hơn chục thùng gì đó ha. Không có nhiều, con này là không có nhiều nha anh em. Không có nhiều. Đây cái size này còn bự nữa. Size này bự hơn size này luôn. Size này tới 28 lít. Đó, size này cũng hiếm cực hiếm luôn. Đó, cũng hai nắp mở nha anh em. Mà cái size này còn đẹp nữa.
Đây nè, nè em thấy nè, cái tem nè, chữ nè, có USA nè, nếu mà USA DOD gì đó, đó ký hiệu nó ha, đó tem nè. Con này là để đạn 81mm hay gì nè anh em. Đúng rồi, 81 3 viên, 83 24 đúng rồi, hai tấc mấy. Trong đây để được 3 viên. Đây nè, hai tay cầm đây ha. Quay gõ chỗ này nè ha. Đó. Hai tay cầm thấy đó không? Ha, mở nắp nè anh em. Đây à. Bên đây cái nữa, này mở hai nắp nha anh em. Đó. Đây. Rồi ơi, con cao su nó đã nè anh em. Ha. Con su chà bá luôn ha. Con su này để lâu nè thấy không? Nhưng mà chùi ra đây rất là đẹp luôn. Dày cực kỳ dày luôn, cao su dày. Thùng này không biết đựng gì mà quá dài luôn anh em ơi. Bên trong nè. Đó. Bên trong ha. Hàng bảo hàng rất là đẹp luôn, mỗi hàng. Hàng của quân đội mà. Quá ok. Móc móc rồi nè. Làm rất là chắc chắn nha anh em. Đó. Thùng này thì nó hơi dài quá, để đồ gì không biết nữa. Ha. Rồi để đo kích thước cho anh em luôn ha. Để mà cái gì cũng đẹp đây, để gì đây, đó. Thước đây anh em. Dài quá, đo chiều dài trước đi ha. Chiều dài nó 5 tấc 7 nha. Đó, 5 7. Bề ngang ha. Bề ngang nó khoảng 3 tấc 3 nha anh em. Đó. Cái gì? Bề ngang 3 30. Rồi chiều cao của nó, ô chiều chiều rộng của nó nè. Chiều rộng nó khoảng lọt lòng trong khoảng 130. Đây nó để nè, tem mạc quá đẹp luôn anh em ơi. Đó. Rồi con này thì em bán giá 1 triệu một cái này nha anh em. Số lượng không có nhiều luôn. Đó, 1 triệu một cái này. Ha. Giá bao ship hết. Anh em lấy một cái, hai cái gì bao ship hết ha. Giá trên đây là bao ship, bao gồm vận chuyển. Đó. Thùng đẹp không nha anh em. Nè. Đẹp không luôn á. Không có xấu đâu ha. Em thấy nè. Ha, anh thấy màu sơn đó. Rất là ok ha, 7 lít nè. Thùng đẹp lắm, ba cái này chùi nhẹ là chắc ga nha anh em. Đó, thùng đẹp cực kỳ nè. Rồi cái thùng này tem quá trời tem luôn. Tem USA nè, tem 81 nè ha. Quá trời tem luôn. Thùng này đẹp cực kỳ. Ha. Ở đây luôn. Thùng này đây nó sơn cái lớp này vô cái nó ghi gì nè, live box gì nè ha. Đó. Thùng là bao là không móp nha anh em mà coi kỹ nhìn video kỹ đi, thùng chiếc này là không móp. Không móp miếng nào luôn. Đó. Ha. Đây, thùng 7 lít 9 lít nè. Ha, em thấy không? Không móp méo gì hết nè, đây, màu nè. Không móp nha anh em, nhìn đi nhìn nó không móp miếng nào luôn á. Thùng chiếc này ok lắm anh em ơi. Đây. Thùng 11 lít nè, thùng 11 lít là để đồ hơi bị ngon nha anh em ơi. À và với thùng với cái gì nè anh em. Thùng 11 lít ở trên này nó có cái ngấn nè để anh em mà để chồng chồng mấy cái lên được anh em. Đây review thử coi. Để đây đi. Lấy một cái nữa coi. Khi mà anh em chất á, chất lên á. Ha. Nó để vừa ngính vô đây nè, đó thấy không? Nó vừa bốn góc luôn ha. Đó. Nè. Nó rất chắc chắn nha. Đó. Để bốn góc luôn. Nè. Có cái để chữ nè. Đó anh em thấy không? Thùng chiếc này ok lắm đó nha anh em. Bao là không móp ha. Hàng là bao không móp nha anh em. Chiếc này làm bao cho anh em là không móp nhưng mà có cái nó cũng hơi bị chày chày chút đỉnh với phần nó hơi gỉ chút đỉnh nè, nhưng không ảnh hưởng nhiều. Thùng chiếc này là rất đẹp ha. Rồi ok, giá em đã báo công khai rồi, lướt lại vòng nữa cho anh em dễ hình dung nè. Thùng nhỏ nhất là 300.000, thùng này để anh em mục đích anh em độ chế trên mấy chiếc xe Jeep xe đồ rất là ok, giờ nhỏ gọn mấy xe mà đi phượt đi đồ nè, rất là nhỏ gọn nè, 300.000 thùng. Rồi, thùng 7 lít thì 400.000 thùng. Đó. Và thùng 9 lít thì 500.000 thùng. Thùng 11 lít 900.000 thùng và thùng 28 lít 1 triệu một thùng ha. Trên tất cả các thùng đều có tem đóng anh em. Đây.
có dập chữ nổi ha, chữ nổi. Hai cái thùng bự thì không có, hai thùng bự có không biết nữa, hai thùng bự không có anh em ơi, hai thùng bự nó sơn tàu là tùm lum màu thôi, có không? Đây nhập đây, còn thùng thùng 7 lít không có, ủa thùng 11 lít không có, rồi không thấy. Ok vậy đi. Rồi anh em cần thùng nào thì cứ alo em ha, số điện thoại là em để trên mô tả trên video ha. Cảm ơn em đã xem video, chúc anh em có một ngày thật là vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Đừng quên để lại cho Khánh một lượt like, một lượt đăng ký kênh, và đừng quên nhớ quên mua hàng ủng hộ Khánh nha. Ok, cảm ơn, chào tạm biệt anh em nha.